Ngày 23 tháng 6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Chủ trì hội thảo có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ninh khai mạc hội thảo chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng khẳng định trong những nhiệm kỳ gần đây cùng với việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện gắn xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ chặt chẽ hài hòa vai trò và hiệu quả hiệu lực lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao nhất là đối với nhà nước sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố quyết định mang đến những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nâng cao vị thế và uy tín của đảng. Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới là một nội dung quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng đảng mà văn kiện Đại hội 13 của đảng ta đã đề ra. Nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, bảo đảm đổi mới chính trị đồng bộ phù hợp với đổi mới kinh tế. Đòi hỏi này hoàn toàn phù hợp với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo và trong điều kiện bản thân đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới.